diễn mà bông xuất ra rồi. Cũng sao kỳ vậy? Sao vậy? Anh chị ơi, em bị gì rồi nè? Cái gì vậy? Mọi người ơi, con cái gì kìa? Ủa? Đồ của em cũng bị hư nữa. Đó. Sao nhiều đồ bị hư quá vậy? Áo em cũng bị mất đồ em hết rồi. Trời ơi. Có chuyện gì vậy? Trời ơi. Hôm qua em đã ở lại kiểm tra đồ, mọi thứ đều ổn hết. Sao hôm nay nó lại như vậy? Ừ đúng rồi, hồi nãy em cũng kiểm tra trước khi diễn mà, nó đâu có bị gì đâu. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Báo lại với MC đi. Ờ, trong này đang có chút vấn đề nha. Tôi sẽ báo lại ngay. Nè. Mọi người nói, đánh ra coi. Chị Nhung, chị sao vậy? Chị xung phong nói là ở lại muốn kiểm tra đồ. Bây giờ kiểm tra kiểu gì, bây giờ đồ đạc hư hết trơn vậy? Sắp diễn tới nơi rồi kìa. Ừ, đúng là như vậy. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì nữa? Bây giờ đồ đạc như vậy đó, sắp diễn tới nơi rồi. Mọi người bình tĩnh đi, bình tĩnh. Cãi nhau không giải quyết được gì hết. Còn cách giải quyết mà. Báo lại với MC. Câu giờ cho tôi 5 phút đi.